Tôi xin kính chào các bác. Chắc hẳn là các bác đang chuẩn bị rất là bận rộn cho cái Tết cổ truyền 2023 Quý Mão năm nay. Nay là chiều 30 Tết rồi các bác ạ. Thì tôi cũng vừa mới dọn dẹp trưng hoàng nhà cửa xong, thì mới dành một cái thời gian để mà chia sẻ với các bác cái mặt bông bạch nhị này. Mong là bác nào mà có thời gian thì bác cũng có thể ngắm được một cái mặt hoa mà vừa rồi nó làm mưa làm gió thị trường nó, thì thực sự nó cũng rất là đẹp, một bông hoa rất là ăn ảnh, có cái độ bền cũng rất cao và cái xếp cánh rất là rõ ràng. Đây là cái cây mà tôi mới được có 2 năm tuổi thôi các bạn, nó có tới hơn 40 cái nụ hoa, và tôi đã chia sẻ với các bác rất là nhiều cái video rồi. Gần đây nhất thì là có cái video về cái cây so sánh nhận diện về cây trà bạch cổ vụ hữu nhị này. Thì cây hữu nhị này nó ra được rất nhiều hoa rồi, nhưng lần trước những cái bông hoa nó cứ cụp lại. Thế thì bây giờ nó vào chính vụ của nó thì là nó lại nở chào xuân được rất nhiều bông, nó bung cánh rồi. Thì may quá tôi chia sẻ với các bác này, để các bác có nhận xét về cái bông trà này. Thực sự là màu sắc nó cũng rất là trắng tinh khiết ở các cái cánh, và có những cái nhị hoa rất là dày luôn, cho nên là cảm giác nó rất là có tình. Đây các bác có thể ngắm cái bông này, nó cảm giác rất là có tình các bạn. Đấy, thì đây cũng là một cái sự khác biệt mà nhiều người cũng mong muốn và theo đuổi đấy. Thì đây là một bông này. Đấy, quay qua đây thì một bông tiếp theo là bông thứ hai. Để các bác quan sát này, cái bông này nó cũng khá là to. Nó không to bằng bông bạch nhị đâu, nhưng khả năng vì cái tuổi của cây này nó mới 2 năm tuổi nên chưa chắc nó đẹp. Và cái phân bổ cái cây này của tôi là theo hướng bát diện, tức là có 8 cụm nhị đâu các bác. Ở bên trong có mật các bác nhá. Lúc nãy có con ong này, đây các bác phải quan sát này, có mật này. Có mật rõ luôn các bác nhé. Tôi có thử cái mật này, khá là ngọt nhưng mà nó hơi có vị đắng. Đấy thì có mật các bác. Đây các bác nhìn thấy cái mật đây này. Đấy, rất tiếc là các bác không nhìn ở bên trong video để không rõ được. Nhưng màu sắc cũng trắng tinh khiết các bạn. Bông này nở được 5 ngày rồi ấy, và cái độ bền của nó rất cao. Cái hướng rụng lá, rụng cánh của nó khác với cây trà kia các bác nhé. Cây này là rụng cả cụm luôn, cả bông hoa luôn, khác với lại cây vô nhị thì rụng từng cánh và đến còn lại cuối cùng là trên cái tâm của cánh này nó vẫn còn sót lại, nhưng cây này thì không. Đây là cái bông tiếp theo này các bạn. Đấy. Cái bông này thì ngày mai sẽ bung cánh rất là đẹp. Thì những cái trên này thì tôi còn một số bông nó đang nở ra. Đấy, thì bây giờ nó nở thì rất là bung cánh. Ở đây tôi chia sẻ với các bác một cái bông mà nó có cái sự tinh khiết này. Đấy các bác có thấy không? Ừ, cũng rất đẹp đúng không ạ? Đây cũng rất đáng để sưu tầm các bác này. Đấy, có cái màu rất là tương phản giữa màu vàng và màu trắng. Đấy, thì nó cũng tạo ra một cái vẻ đẹp. Cái bên này thì nó nở chưa hết này. Thì nó nở hết thì có thể nó sẽ to hơn mà nó khác hơn. Thì cái bên phía phải này các bác thấy nó rất là xứng đáng của cái giống trà mà có nhiều bác mong muốn được sưu tầm. Đấy, còn những cái bông này là nó đang chuẩn bị nở này. Đấy, cái nụ này nó nở ê ấp này. Nụ này thì rất là to các bạn. Nếu nở được thì sẽ rất là lớn đây. Cái đặc điểm của cái dòng này là nụ nó rất là lớn, to như quả trứng gà mà mái so đó các bạn. Bên cạnh đó thì vẫn còn rất nhiều những cái nụ nhỏ này. Đấy, nó hình quả chám các bạn. Nụ riêng dòng này nụ quả chám và cánh cái bao cánh rất là xanh. Còn rất nhiều nụ nữa, phải khoảng độ chục cái nụ nữa thì nó chưa nở. Những cái chính cái nụ to rồi sau này nở mới là đẹp các bạn. Bởi vì là lúc đó dinh dưỡng nó đã dồn hết lực, nó chỉ dồn vào một số lượng ít đó thôi. Đây là một cái đặc điểm của cái bông hoa trà bạch cổ hữu nhị này. Nó không xòe cánh và cong cánh, bay cánh như là cái bông vô nhị, mà nó có cảm giác này các bạn thấy, nó có cái khuôn hoa nó gọn lại như thế này. Đây tôi sẽ phân tích thêm cái những cái bông hoa này. Đấy là nó đều dạng, các bác có thể hình dung nó giống như cái cây nụ cây trà xanh ấy, cái trà mà ta uống nước ấy. Đấy, nhìn rất giống bởi vì nó có cái màu nhị vàng nữa nên nó khá là giống đấy, nhưng mà cái cánh của nó thực sự cũng rất là tinh khiết, xứng đáng để chúng ta có thể sưu tầm nó các bạn.
Đây, những cái cạnh bông này thì tôi chia sẻ rồi, nhưng các bác này nhìn nghiêng của cái bông hoa này nó cũng rất là khác so với lại những cái bông trà bạch nhị. Cái nghiêng này nó có cái dạng hình loa đó các bạn, nó loe ra. Đấy, các bác có thể quan sát thấy hình nó loe ra như này. Cái cây này của tôi thì nó còn khá là nhiều các cái nhánh này này, tôi đang định là sẽ dự kiến là nhân giống ra đấy, không biết có kịp không, bởi vì những cái đầu mắt ngủ mà nó đã nhô ra như này là chỉ khoảng độ một tháng nữa là chắc chắn nó sẽ bật lọc lên, và cây này bật lọc lên thì sẽ không thể nhân giống được nữa. Thì tôi cũng đang nghiên cứu là tìm cách nhân giống nó. Thì trong cái mùa đông đáng lẽ tôi nhân giống rồi, nhưng mà thấy cái anh bạn anh bảo là sư phụ đấy, sư phụ bảo là thôi để ra xuân hãy nhân, thì không biết là tôi có đủ tự tin để nhân những cái giống này không, bởi vì cây thì nó cái mầm mắt này nó chuẩn bị đẩy lọc lên nhiều lắm. Tôi dự kiến là có thể tôi sẽ phải mang cái cây này để đi thuê nhân giống các bạn. Thế thì mong là các bác có thể theo dõi video và theo dõi kết quả nhân giống được, và cũng chia sẻ là nếu như bác nào mà có nhu cầu về những cái cây giống mà có mặt hoa như này thì bác có thể đăng ký nhé. Tôi cũng chia sẻ giao lưu với các bác một phần nào đấy trong trường hợp mà tôi nhân giống nó sống các bạn, và nếu nó không sống thì các bạn thông cảm. Nhìn khá là giống cái bông hoa trà xanh, bởi vì là cánh trắng nhị vàng. Cây trà xanh thì cũng vậy, nhưng mà cây trà xanh thì hoa nó bé hơn rất nhiều, còn cái cây này bông hoa nó khá là to các bạn. To và thực sự là cũng khi mà ngắm nó thì rất là mãi mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Thế còn nếu mà cái bạn bạch cổ vô nhị thì ngắm cái là thấy cái sự thanh khiết rất là tinh khôi của một cái màu trắng như tuyết. Thế nhưng anh bạn này thì lại nó nhiều cái sắc thái hơn, thì cái ngắm cái bông hoa này các bạn sẽ thấy nó có nhiều cái cảm xúc hơn. Đó là những cái bông trà bạch cổ hữu nhị chính thức. Thế này thì tôi mới dám công bố mặt hoa các bạn, chứ mấy hôm rồi nó lên hoa rồi nhưng không dám công bố bởi vì cái mặt hoa nó chưa đạt đâu. Đây, trên đây là tôi giới thiệu các bác cái video về cái mặt hoa của cái bạch cổ hữu nhị. Xin được dừng video đây ạ. Xin được cảm ơn các bác đã coi cái video ạ. Tôi xin kính chào các bác nhé.